anh chàng này đang bị một đám người ngoài hành tinh nhắm đến, chỉ vì cậu có một sức mạnh kinh hồn. Vứt quả bóng không may làm người bạn bay đi mấy chục mét, ném hòn đá từ đó trở đi nó trở thành một ngôi sao trên trời. Cậu có thể nhẹ nhàng chạy nhảy linh hoạt như một con sóc. Vậy cậu ta là ai, đến từ đâu mà lại có được sức mạnh to lớn như vậy? Câu chuyện bắt đầu ở một ngôi nhà nhỏ trong rừng. Khi hai người đang ngủ ngon, bất ngờ có tiếng động lạ. Một người đàn ông ngay lập tức vực dậy cầm lấy con dao, nhưng vừa thò đầu ra cửa sổ thì anh bị một con quái vật lôi đi. Thấy vậy sợ quá, anh chàng còn lại cũng nhảy ra ngoài, cố gắng bắt chân lên cổ bò chạy tìm đường thoát thân. Tuy rằng đã cố hết sức nhưng cậu vẫn dễ dàng bị tóm. Con quái vật lúc này mới hiện nguyên hình, trực tiếp lấy chiếc dây chuyền trên cổ, sau đó hóa vàng anh thanh niên kia. Những tên đó là người đến từ hành tinh Morgan, đến đây để bắt những người có chiếc dây chuyền kia. Mà lúc này nam chính John lại đang đi lướt sóng tắm biển. Khi đang ngạn chân, anh bất ngờ phát sáng, kèm theo đó là cơn đau khủng khiếp. Mặt của tên lính Morgan cũng hiện ra, bảo rằng mục tiêu tiếp theo bọn chúng nhắm đến sẽ là John. Đến sáng hôm sau cậu đã tỉnh lại trên bờ, vệt sáng kia cũng đã biến thành một vết sẹo, trở thành cái thứ ba trên chân John. Điều đó có nghĩa ba người có mặt dây chuyền đã chết, John là người thứ bốn, qua đó anh cũng là mục tiêu tiếp theo. Thực ra John không phải là người trái đất, hành tinh Loien của anh đã bị đám người Morgan xâm chiếm. Giờ chỉ còn sót lại 9 người mang sứ mệnh giải cứu hành tinh, mỗi người đều có một người bảo vệ John thì có Henry. Khi hai người đánh hơi được nguy hiểm ngay lập tức lên đường chạy trốn. Không những thế cậu phải thay đổi toàn bộ thân phận, tránh đám người Morgan tìm ra. Nhưng khi họ chuyển đến một ngôi nhà, không để ý đã bị một con thằn lằn đi theo. Rất nhanh nó đã biến hình thành một con chó, khiến John nghĩ rằng nó bị đi lạc, vì thế đã bế chú chó vào nhà nhận nuôi. Còn Henry thì đi cất một chiếc hộp bí ẩn vào tủ. Hôm sau John bắt đầu vào một cuộc sống mới, xin vào học tại một ngôi trường gần đó. Với ngoại hình điển trai và tài ăn nói, John dễ dàng làm quen với một cô gái xinh đẹp, cùng với một băng nhóm ngổ ngáo do Solon cầm đầu. Biết John là người mới nên bọn chúng muốn đến chào hỏi. Rất may anh không hề lệch sóng mới không bị ăn đập, làm mấy tên đó phải bắt nạt một cậu bạn khác. Thấy vậy John cũng chạy đến giúp. Cậu nhặt lấy quả bóng mà ném đáp trả làm một tên bay đi 10 mét. Thấy vậy đám Solon cũng rén. Ở gần đó cô bạn Lika mới quen cũng thấy, ngay lập tức cầm máy ảnh chụp lại chân dung người hùng. Sau đó lấy tấm ảnh để bắt đầu câu chuyện của hai người vào buổi tối. Hôm sau khi John ngồi học trong phòng máy chiếu, bất ngờ tay cậu lại phát sáng lạ thường, làm anh sợ hãi mà toát cả mồ hôi. Để không bị lộ thân phận, John đành phá chạy ra ngoài, đi đến thẳng nhà vệ sinh dình tay vào thùng nước, nhưng vẫn không sao làm ánh sáng đó biến mất. Lúc này ở nhà Henry cũng phát hiện ra chiếc hộp ông để trong tủ phát sáng. Điều đó có nghĩa John đang gặp vấn đề, còn John lúc này đã quá đau đớn mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Henry bên cạnh, liên tục bảo cậu hãy giữ bình tĩnh. Đây là sức mạnh cậu được thừa hưởng từ bố mẹ, nhưng trước hết cậu phải học cách kiểm soát năng lực đó. Đến khi thuần hóa được nó, John sẽ có được sức mạnh to lớn. Nghe thấy vậy John cũng muốn test thử, ra vườn nhặt một cục đá, ném nhẹ một cái đã bay thẳng ra ngoài không gian. Sau đó nhảy nhót leo trèo nhanh như một con sóc, nhún nhẹ một cái đã có thể bay như một chú chim. Những điều đó làm John vô cùng thích thú. Tối hôm đó đến tìm Lika và được cô ấy dẫn đến nhà ăn tối. Không ngờ khi cậu ra về lại bị Solon bên ngoài nhìn thấy. Lika cũng là cô gái mà hắn ta theo đuổi bấy lâu nay. Hôm sau khi John đi học, thì sự việc cánh tay cậu phát sáng đã nan ra khắp trường. Solon vẫn ôm hận chuyện tôi qua, hắn ta cho sơn vào tủ đồ làm John bị bắn đầy mặt. Quá ức chế, cậu muốn dạy cho hắn ta một bài học, nhưng nếu ra tay thì chắc chắn thân phận sẽ bị lộ. Điều đó làm John chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Chính vì thế anh cũng không muốn tiến lại gần Lika nữa, để tránh những phiền phức có thể xảy ra. Mà qua người bạn Sam, John cũng biết được Sam và bố đẻ trước đây hay đi khám phá những hiện tượng siêu nhiên. Sam luôn tin rằng một hòn đảo gần đây đã có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, nhưng cũng chính vì thế mà cậu hay bị mọi người bắt nạt và gọi là kẻ lập dị UFO. Nghe thấy thế, John liền bảo Henry đến nơi đó kiểm tra. Vừa bước vào ngôi nhà bỏ hoang thì ông phát hiện ra một mật thất. Xuống xem thì thấy trên tường ghi lại rất nhiều hình vẽ giống mặt dây chuyền. Dưới đất, Henry nhặt được một viên đá kỳ lạ. Nó là hòn đá năng lượng kết nối những người siêu năng lực lại với nhau. Còn John thì vẫn đang rất buồn vì đã làm Lika tổn thương. Trong khi đang đi dạo giải tỏa tâm trạng thì cậu vô tình lại bắt gặp Lika cũng đang chụp ảnh ở đây. Không thể tránh né thêm nữa, John đành nói ra sự thật. Chỉ vì anh không muốn gây rắc rối với tên Solon nên mới làm như vậy. Lika cũng hiểu và cả hai trở lại vui vẻ với nhau, cùng nhau khám phá khu rừng ma ám. Nhưng không ngờ đám người Solon đã mai phục sẵn trong này. Nhân lúc trời tối, chúng lao ra đập cho John một trận. Một tên khác thì bắt Lika đến chỗ của Solon. Quá đau đớn, John bất ngờ bộc phát sức mạnh, đấm cho từng tên bay đi. Chỉ 5 giây tất cả đã bị anh đánh bại. Sam bên ngoài nghe tiếng động cũng đi vào xem thử, và cậu đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. John thì dùng hết sức để chạy đến chỗ Lika. Vừa kịp lúc Solon tính móc cua thì anh tới kịp, nhẹ nhàng khống chế định bẻ tay cho Solon chưa cái thói mất dạy. May mắn Lika kịp thời ngăn cản mới làm John bình tĩnh trở lại. Sau đó anh đưa người đẹp về nhà, rồi cùng nhau ăn kem trước cổng. Nhưng bên trong bà mẹ cứ liên tục nháy đèn, làm cuộc vui hai người phải dừng lại. Khi về nhà, John đã thấy Sam đợi sẵn, trực tiếp hỏi cậu là ai. Đến nước này John không thể nào chối cãi, thừa nhận thân phận thực sự là người ngoài hành tinh. Sáng hôm sau có một ông cảnh sát đến tìm, ông ta chính là bố của Solon. Tuy vậy thì lại không có bằng chứng gì để buộc tội John, qua đó chỉ đành ôm cục tức đi về.
Không lâu sau, trên mạng xuất hiện một video chân của John phát sáng. Bọn họ phải nhanh chóng ngăn chặn việc này. Henry quyết định hai người sẽ đi tìm chủ nhân của clip đó để xóa đi. Nhưng John đã từ chối rời đi, bởi vì nơi này có người con gái anh yêu. Để phản đối, John còn dùng siêu năng lực đánh người bảo vệ. Thấy thái độ của cậu cứng rắn như vậy, Henry cũng không ép mình, ông sẽ đi tìm chủ nhân của video và xóa nó. Clip đó cũng bị một cô gái bí ẩn xem được. Cô có vẻ rất vui khi nhìn thấy nó. Thực ra cô cũng là một người có siêu năng lực giống như John, muốn tìm ra những người khác để hợp lực với nhau đánh đuổi đám Morgan. Không may lúc này Henry lại bị bắt cóc, chúng gọi điện và bắt John phải đến đó. Thế là anh phải nhờ Sam lấy xe chở đi. Đến tối thì hai người tới được địa chỉ bọn chúng cho. John dùng siêu năng lực dễ dàng mở cửa, rồi dùng ánh sáng phát ra từ tay soi đường. Không may đang đi lại bị mắc áo vào đinh làm nó rách một mảng. Rất nhanh cậu cũng tìm thấy chỗ Henry đang bị trói. Nhưng đúng lúc này một tên lao ra, may mắn John vẫn kịp phản ứng đánh ngất hắn ta. Sau đó thuận lợi cứu được Henry, nhưng khi ra ngoài lại đối đầu với một tên lính Morgan. Thấy John gặp nguy hiểm, Henry lập tức cầm dao lao lên. Nhân cơ hội đó John cũng chạy ra ngoài. Bên trong Henry cũng nhặt được khẩu sóc lọ tấn công, làm cho tên Morgan tạm thời bị ngăn cản. Qua đó ông chạy được ra xe, nhưng chưa kịp đi tên kia đã đuổi đến. Tình thế nguy cấp, Henry đành lấy thân mình đỡ nhát ra hộ John. Đồng thời anh cũng dùng siêu năng lực đẩy bay tên Morgan. Sau đó ba người nhanh chóng phóng xe bỏ chạy. Nhưng vết thương của Henry quá nặng, biết rằng không qua khỏi, ông đưa cho John viên đá. Nó sẽ giúp anh tìm ra những người khác, rồi ông cứ vậy tan thành cho bụi. Đám Morgan cũng phát hiện ra mảnh áo của John bị rách. Với khứu giác thính hơn cả chó, bọn chúng tự tin sẽ đánh hơi được John. Còn John và Sam đã lên xe trở về, anh tìm đến nhà của Lyca. Đúng lúc nhà cô lại đang mở tiệc, đám người Solon cũng đang ở đây. Thấy anh, hắn ta ngay lập tức báo bố mình tới bắt. Bọn họ ập vào làm Lyca trượt chân ngã xuống dưới. May mắn John đã kịp sử dụng siêu năng lực hãm lại, sau đó thành công đỡ cô tiếp đất an toàn, rồi giơ tay chặn đứng chiếc xe cảnh sát đang lao đến. Làm mọi người nhìn thấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Khi chưa ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì John đã kéo Lyca chạy vào rừng. Bố con Solon cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo, nhưng giữa đường gặp đúng đám quân Morgan, chúng dễ dàng giật tung cánh cửa, lôi ông bố ra khỏi xe quăng đi như đống phân nhão. Còn Solon thì bị bắt lại, làm tên đó sợ đến mức đái cả ra quần. Lúc này John và Lyca đã chạy được đến trường, tưởng rằng đây đã là nơi an toàn nhất rồi. Không ngờ đám người Morgan vẫn đánh hơi tìm được đến nơi. Sam bên ngoài theo dõi cũng phát hiện ra, liền gọi điện báo cho bạn biết, làm John và người yêu lại tiếp tục phải kéo tay nhau chạy trốn. Đến cánh cửa thoát hiểm bất ngờ nó bị bắn nổ tung, thì ra đó là cô gái bí ẩn kia. Cô cứ vậy giơ súng tấn công đám Morgan đang đuổi phía sau. Bọn chúng cũng liên tục bắn trả, làm cô phải sử dụng tuyệt chiêu lăng ba vi bộ, khiến cho hai tên lính Morgan không có cơ hội phản kháng. Cứ vậy từng tên bị xử đẹp. Lúc này bọn họ mới làm quen với nhau. Cô tên là Diana, cũng giống như John nhưng là số 6. Người bảo vệ cô cũng bị giết 4 tháng trước. Diana đã theo dấu bọn chúng đến được đây. Theo Lyca, bọn họ xuống một đường hầm để tẩu thoát. Lúc này đám Morgan lại thả ra hai con quái vật. Nhìn thấy bọn chúng, con chó của John đang trên xe của Sam sủa không ngừng. Bất ngờ nó cũng hiện nguyên hình là một con quái vật, làm Sam sợ quá vứt xe bỏ chạy. Không lâu sau bắt gặp được đám của John đang trên đường đi ra. Nhưng rất nhanh con quái vật đã tìm đến, dẫn theo cả đám quân Morgan, làm bọn họ phải chia nhau ra để chạy. John khi này mới dùng hết sức để tấn công. Đúng lúc này con cho quái vật của anh từ đâu lao đến, trực tiếp đối đầu với con quái vật kia, làm John cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng nhân cơ hội đó để quay lại hợp lực với Diana. Cả hai phối hợp ăn ý đối đầu với hai tên Morgan. Rồi John mới hỏi Diana về chuyện con chó, và được cô giải thích nó là thú cưng của anh ở hành tinh cũ. Sau đó theo anh đến đây và âm thầm bảo vệ. Lúc này nó vẫn đang chiến đấu một cách ác liệt, cho dù đã bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố hết sức để hạ gục con quái vật kia. Tuy vậy thì nó cũng đã kiệt sức, trực tiếp biến trở lại bình thường, mà lúc này vẫn còn một con quái vật nữa. Nó vẫn luôn theo sát John và đồng bọn. Không những thế, bọn họ cũng phải đối đầu với hỏa lực của đám lính. John dường như đã thức tỉnh được toàn bộ sức mạnh, trực tiếp dùng một chiêu đánh bay tên cầm đầu. Nhưng phía khác Diana lại không để ý bị con quái vật cắp đi. Thấy thế John ngay lập tức quay lại yểm trợ, làm cho tên cầm đầu có cơ hội thoát ra. Hắn ta lập tức cầm súng tấn công. May mắn John kịp quay lại đỡ được viên đạn đó. Tuy vậy thì anh cũng bị thương rất nặng, để cho tên cầm đầu xách cổ lên cao. Diana lúc này cũng thành công giết được con quái vật. Nhìn thấy John đang gặp nguy hiểm, cô lập tức lao đến kéo anh ra. Đồng thời John cũng ra chiêu bắn thẳng vào tên cầm đầu, gây ra một vụ nổ siêu to khổng lồ. Diana phải dùng hết năng lực ngăn chặn ngọn lửa cho John. Đến khi mọi chuyện qua đi cô cũng kiệt sức, nhưng may mắn tất cả vẫn đều bình an vô sự. Vụ nổ đó đã làm san phẳng cả ngôi trường. Sau đó cùng với viên đá của Diana, John với cô đã ghép lại, qua đó biết được vị trí của những người giống như họ ở đâu. Nhưng trước khi đi, anh vẫn phải tạm biệt Lyca, rồi mới cùng Diana lên đường tìm những người khác để cứu hành tinh của mình. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.